Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV và thưa quý vị, chào mừng quý vị trở lại với chương trình Dược Thảo và Đời Sống với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa ngày hôm nay. Chào bác sĩ Khoa. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, xin kính chào quý vị và chị Vân Anh. Vâng, thưa quý vị, thể theo lời yêu cầu của quý vị thì chương trình Dược Thảo và Đời Sống với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa lại trở lại để gửi đến quý vị những cái công dụng của các loại dược thảo, các loại rau củ quả mà chúng ta ăn hàng ngày, phải không quý vị? Dạ vâng. Và trước mặt quý vị ngày hôm nay là quý vị thấy một cái loại rau rất là quen thuộc của chúng ta, đó là rau quế để ăn phở. Và thưa quý vị, Vân Anh nghĩ là mình chỉ có một loại quế để ăn phở thôi, nhưng mà bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa nói rằng có rất là nhiều loại rau quế. Mời vâng. Bác sĩ Khoa. Thật sự rau húng quế đó nó có nhiều, nó có hàng trăm loại, nhưng mà thường thường Việt Nam chúng ta thì chỉ có biết cái loại rau quế để ăn phở, mà quế đó thì thường thường bên Mỹ thì họ gọi là Thai basil. Oh, là rồi, là basil. Là quế yeah. của Thái yeah. Rau húng quế rất là một loại rau thơm yeah. rất là thông dụng và ưa chuộng trong vấn đề nấu nướng của Việt Nam, ẩm yeah. thực của Việt Nam yeah. Thì trên bàn chúng tôi có khoảng 4-5 loại rau quế. Húng quế thì còn gọi là rau quế, nhưng mà thật sự chúng ta chỉ biết có một loại thôi, nhưng mà thật sự nó có, như chúng tôi đề cập đó, nó có hàng trăm loại. Wow, thì, hàng trăm loại luôn quý vị. Thì tại quế của mà chúng ta ăn phở đó thì thật nó có cái, đúng ra đó nó có cái mùi hồi nhiều hơn là cái mùi quế. Tôi không biết tại sao người ta gọi bưởi quế thì quế mà chúng ta ăn phở đó thường thường thì nó có cái cành của nó màu tím, yeah, lá đúng rồi. Nó hơi cứng và yeah. rất là tươi. Bông thì có thể là có màu trắng và màu tía tím. Hoặc yeah. là màu tím yeah. Thì đó là quế Việt Nam và Thái. Còn nhiều, có nhiều loại quế còn có cái mùi chanh, còn gọi là nó là một loại loại húng, nhưng mà có nhiều loại thì như là húng quế chanh, húng quế ngọt. Húng quế ngọt thì chúng ta thấy bên kia bên ở những cái siêu thị bên Mỹ rất là chuộng cái húng quế đó, tại vì cái mùi nó rất là không có nồng bằng cái húng quế Việt Nam và Thái. Và chúng ta thường thường cứ biết có hai loại đó thôi, nhưng mà thật sự ở trên bàn chúng tôi có loại húng quế gọi là húng quế chanh. Thì cái mùi nó, chị Vân Anh thử ngửi đi, rất là thơm mùi chanh. Và có húng quế xả, nó lại vui mùi xả. Wow. Vâng. Rồi còn, nhưng mà cái húng quế chanh đó thì người ta gọi là ở người Trung Đông đó, thì họ gọi là basil, lemon basil hoặc là Persian basil. Còn mỗi nước cứ dành lấy cái tên như là Thái basil, rồi Persian basil, rồi nó lại có húng quế của Cuba nữa. Wow, có rất là nhiều loại basil quý vị. Còn cái loại húng quế này đó thì họ gọi là holy basil, mà thường thường là người Ấn Độ hoặc là người Sri Lanka họ thường thường không những họ dùng trong cái vấn đề ăn uống thực nhưng mà hả? về vấn đề tôn giáo nữa. Wow. Bữa nay tôi mới học được cái văn hóa của cái người Ấn Độ là có nhiều những cái đền Hindu đều có trồng cây holy basil để cho cái vấn đề tôn giáo. Không, tôi tưởng là họ chỉ để thờ hay cúng, nhưng mà trước có nhiều người trồng ở nhà họ cầu nguyện cái cây đó, họ đi vòng quanh cây đó rồi trước khi họ ăn uống hay tắm rửa. Wow. Thì cây húng quế đó nó có nguồn gốc từ Ấn Độ, như là hoặc là Iran hoặc là những cái nước nhiệt đới hoặc là ôn đới, nghĩa là những cái nước như là ở vùng Á Châu mình, yeah. luôn cả Âu Châu hiện yeah. hiện nay nó phát triển ở Âu Châu. Thì bên Âu Châu thì họ dùng cái húng quế ngọt. Yeah. Nó gọi là basil, sweet basil. Thì cái đó nó cũng cái nhìn cái lá đó, cái lá húng quế đó nó cũng tượng trưng cho cái văn hóa hoặc là quốc kỳ của Ý. Vân Anh và quý vị thấy cái cờ của Ý đó thì nó có ba màu, trắng, đỏ và màu xanh. Thì nó cũng có cái lá húng quế ngọt, nó cũng có
Nó có một cái màu xanh tượng trưng cho cái lá cờ của Ý. Wow, rất là hay thưa quý vị. Thưa quý vị, Vân Anh ngồi ở đây mà những cái mùi của cái bốn cái cây quế này nó rất là thơm quý vị. Thường thường người Việt Nam mình thì quen với cái quế của Việt Nam hay dùng để ăn phở, để ăn bò bía thì cái mùi khác phải không quý vị? Mà ngày hôm nay bác sĩ Khoa nói là nó có nhiều cái mùi khác nhau rất là thơm thưa quý vị ơi. Cái mùi sweet basil này thơm quá bác Thì sĩ Khoa. chẳng hạn như là chị Vân Anh nói bò bía hoặc là phở hoặc là gỏi Đúng rồi, khô mình bò xài rất là mà nhiều. không có quế thì nó Thì không ra không ra cái vị không nữa có hả? vị đó, cũng giống như pizza trong cái nước sốt cà chua đỏ đó mà không có cái lá thì không ra cái mùi mùi pizza, chính chính gốc của pizza. Còn Thái cũng vậy, nhiều khi có nhiều cái món như là cà ri mà thiếu cái mà không có cái húng quế thì nó cũng thiếu đi một cái mùi rất là đặc biệt. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa vừa mới trình bày cho chúng ta về rất là nhiều, một cách khái quát rất là nhiều loại húng quế basil, chứ không phải chỉ có một loại mà chúng ta thường ăn. Và bây giờ sẽ là đi vào công dụng về dược thảo Dạ phải không bác sĩ? vâng, thì trong trong nói chung đó thì tất cả các loại húng quế nó đều có chứa rất là nhiều vitamin, vitamin E, E, C và K, và cũng có chứa rất là nhiều khoáng chất, chẳng hạn như là copper, calcium, potassium và magnesium. Cây húng quế có tên khoa học là Osinum basilicum. Ngoài ra đó là cái nói chung là húng quế. Thì cái tác dụng của húng quế đó thường thường là chữa cảm cúm, nó chữa cảm lạnh. Người ta dùng thuốc Việt Nam mình nói là không dùng thuốc, không dùng nó làm thuốc, nhưng mà họ trồng để lấy cái tinh dầu trong cái vấn đề công nghiệp, chẳng hạn như là họ làm lotion để hoặc là xà bông chẳng hạn. Ngoài ra thì trong các con nhà khoa học đó thì nghiên cứu thì có thấy có chất đề kháng chống vi trùng, vì thế có thể là chữa đau cổ họng rồi. Và trong cái húng quế nó có một cái chất enzyme để chữa bao tử, đau bao tử hoặc là viêm những cái khớp xương, chống đau nhất là nhức đầu, sổ mũi. Nhưng mà đặc biệt về cái húng quế của Holy Basil đó thì nó lại chữa về đau tai. Wow, hay quá quý vị. Và thật sự tất cả các loại quế. Loại quế đây thì cái loại quế này có lâu đời nhất, trên 5.000 năm. 5.000 năm rồi quý vị. Vâng, thì họ ở Ấn Độ đó thì họ dùng cái húng quế này không những để chữa sốt rét, đau nhức, chữa như là rắn cắn hoặc là trừ mũi côn trùng. Còn những cái rau quế mà chúng ta thường gặp như là quế Việt Nam á, thường thường họ phơi khô để xông chẳng hạn, vâng, để chữa sổ mũi, nhức đầu. Và đồng thời nữa, tất cả loại quế đó, nó có cái tác dụng là chữa đau bụng, nhất là phụ nữ đang có kinh hoặc là phụ nữ đang cho con bú, nó cũng có thể là kích thích cho cái tuyến sữa được nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại đó, lại những người mà đang muốn có con hoặc là có con thì không lại nên không dùng. Wow. Hoặc là đang cho con bú không nên dùng cái húng quế. Ngoài ra đó thì người ta dùng cái húng quế để giúp cho tiêu độc và giảm stress, anxiety. Wow, có rất là nhiều công dụng của cái rau quế. Như vậy thì mình sẽ ăn bằng cái cách nào? Mình ăn bình thường hay là mình có thể giả nước uống hay là như thế nào bác sĩ? Thì chúng ta biết cái quế Việt Nam á, thì chúng ta ăn phở, ăn rất là nhiều hoặc là gỏi, trộn gỏi. Nhưng mà cái quế, cái húng quế chua này đó, quế chanh hoặc là quế xả hoặc là quế cây này của Ấn Độ đó thì người ta có nhiều vị thuốc rất là thông dụng. Người Lào và người Campuchia
dùng rất nhiều. Dùng cái này, dùng những cái loại húng quế này để nấu cà ri hoặc là nấu cái phở, xin lỗi, nấu canh cá, tại vì nó có cái vị xả, vị chua để nó làm bớt đi cái mùi tanh. Vâng. Ngoài ra đó thì họ dùng cái húng quế đó để làm những cái thuốc súc miệng và chữa bị sâu răng. Khi mà hôi miệng thì chúng ta cứ tưởng là hôi miệng thì do cái răng lợi, nhưng mà thật sự á, hôi miệng cũng do cái bao tử của chúng ta nữa. Thì nhưng mà họ dùng cái thuốc súc miệng thì để nó giúp cho răng lợi bị chảy máu nhiễm trùng, nó cũng giúp cho cái vấn đề về vệ sinh răng miệng và ở chua của bao tử, và nó cũng kích thích cái bao tử để cho ăn ngon. Ngoài ra đó thì hồi nãy chúng ta nói chung chung các loại húng quế đó nó chữa về cảm, thì nó chữa xa hơn, nó chữa về sưng phổi. Và đồng thời đó, cái trở lại cái holy basil đó, thì ở bên Ấn Độ người ta dùng cái đó để dùng nó để chữa sạn thận nữa. Trong tất cả các loại húng quế nó đều có rất là nhiều chất calcium nên nó rất là tốt cho bổ xương. Và cái thành phần chính trong cái loại húng quế đó thì nó có nhiều vitamin K, thì nó giúp cho loãng máu, không giúp cho ngừa đông bị đông máu. Dạ. Nên những cái vị mà đang uống những cái thuốc loãng máu như aspirin thì cũng không nên dùng quế nhiều. Nhưng mà chúng ta ăn phở thì chỉ ăn vài, không bao nhiêu. Dạ. Đồng thời nó, và khi mà giúp cho loãng máu như vậy thì nó cũng giúp cho tim mạch của chúng ta. Hồi nãy chúng ta nói về tinh dầu đó chị Phan Anh, thì người ta cũng dùng cái tinh dầu của cây bezo đó để chữa những cái thuốc để cho những người mà muốn bỏ thuốc lá. Wow. Đó, thì họ có thể là ngậm single mà có chứa cái tinh dầu, hoặc là nhai cái cành hoặc là cái hoa của bezo rất có rất là nhiều tinh dầu. Mà cái tinh dầu đó là một cái chất kích thích cái sự tiêu hóa của chúng ta. Còn trở lại một cái holy, nó rất có nhiều không thông dụng với chúng ta, nhưng mà đối với người Trung Đông và người Ấn Độ đó thì họ làm thuốc rất là nhiều cho cái loại này. Thì một cái chuyện nó là ngày xưa cũng mấy ngàn năm rồi thì họ lại dùng cái này để chữa sốt rét. Wow, hay quá thưa quý vị. Từ nay trở đi khi mà chúng ta ăn quế, ăn phở hoặc là ăn tất cả các món ăn của người Việt Nam mà có rau quế trong đó, thì chúng ta biết rằng ngoài việc làm cho chúng ta ngon miệng, trong đó còn có rất là nhiều những vị thuốc. Và như bác sĩ Khoa vừa mới chia sẻ thì chúng ta sẽ muốn thử hơn thêm những cái loại quế, thêm ngoài cái loại quế Việt Nam mà chúng ta hay ăn, phải không anh Khoa? Đó thì những trong chợ Việt Nam chúng ta thì chỉ có một cái loại quế thôi. Dạ. Hoặc là chợ Mỹ thì lại có một loại quế sweet basil. Dạ. Còn quý vị muốn dùng những cái loại quế mà chúng tôi mới đề cập như là quế chanh, quế xả hoặc là holy basil thì chúng ta phải tới những cái chợ chuyên môn như là Lào, Thái thì họ mới có những cái. Nhưng mà cái quế Việt Nam và quế quế Thái với quế Việt Nam á, thì mình có thể bảo quản nó được lâu. Cho quế này đó thì chúng ta mua là ăn liền thôi là không có để, dù chúng ta bỏ tủ lạnh nó cũng không có tươi lâu được. Vâng, thưa quý vị, để chuẩn bị cho cái chương trình talk show ngày hôm nay thì bác sĩ Khoa phải chạy nhiều chợ để mà mang về trưng bày cho quý vị coi các loại quế mà quý vị thấy nó hơi héo, tại vì mấy ngày hôm nay trời hơi nóng. Dạ, bác sĩ Khoa. Và các loại quế này mình trồng chắc cũng dễ trồng phải không bác sĩ? Vâng, dễ trồng lắm chị Vân, nhưng mà thì thường thường những cái loại quế này thì họ nấu, họ không ăn sống như Việt Nam, chỉ có ăn sống là ăn trộn với họ ăn trộn với salad thôi. Vâng, thưa quý vị, nói tóm lại trong vườn của chúng ta nên có rau quế, mà nhiều loại rau quế nữa. Và chúc cho quý vị mà từ nay trở đi khi quý vị ăn những cái món nào mà có rau quế thì quý vị sẽ nghĩ đến bài nói chuyện của bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Cảm ơn bác sĩ Khoa. Xin chào quý vị. Chào cảm ơn.